Đây chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc. Quý vị khán thính giả thân mến, không biết từ bao giờ âm nhạc đã đến với con người, hiện hữu trong đời sống như một giá trị tinh thần vô giá. Để có những cung bậc ngọt ngào ấy, người nhạc sĩ đã đem hết cảm xúc phổ vào những cung đàn nguyên điệu, trải tơ lòng mình trên phím nhạc, và từ đó để lại cho đời những nhạc phẩm mà chúng tôi tin tưởng rằng sẽ còn sống mãi với thời gian. Xin mời quý vị cùng chúng tôi bước vào thế giới của tơ lòng trên phím nhạc qua sự diễn đọc của nhóm thực hiện chương trình Hồng Phong, Phi Anh và Phi Vân. Trân trọng kính mời quý vị cùng theo dõi. Nhóm thực hiện chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc xin gửi lời chào mừng đến toàn thể quý vị đã trở lại với chương trình. Hôm nay là chương trình thứ 132. Và đầu tiên, vẫn là những lời cầu chúc tốt đẹp nhất đến với toàn thể mọi người. Ước mong quý vị sẽ luôn có sức khỏe dồi dào, bình an hạnh phúc và cuộc sống luôn tươi đẹp như ý đến với tất cả mọi người. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin dành để vinh danh một người nhạc sĩ mà số lượng sáng tác không nhiều, chỉ khoảng chừng hơn 10 nhạc phẩm. Tiếc rằng, theo thời gian, những sáng tác của ông đã bị thất truyền và chỉ còn để lại cho chúng ta một sáng tác duy nhất. Nhưng sáng tác ấy lại được khá nhiều người biết đến. Đó là nhạc sĩ Tu Mì và nhạc phẩm có tên Tan Tác. Xin mời quý vị cùng đồng hành với nhóm thực hiện để bước vào với chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc kỳ thứ 132. Nhạc sĩ Tu Mì sinh năm 1928, quê ở Thanh Trì, Hà Nội, tên thật là Đỗ Mạnh Cường. Năm 1944, lúc Tu Mì 16 tuổi, ông từng học phương pháp ký âm nơi thầy Nguyễn Văn Thông cùng với nhạc sĩ Ngọc Bích và Nguyễn Hiền. Năm 1946 cho đến 1948, trong kháng chiến chống Pháp, Tu Mì cùng bạn bè thường hay sinh hoạt văn nghệ ở một cái quán mang tên Mai Hắc Đế tại Cống Thần, chợ Đại, khu 3. Theo lời nhạc sĩ Nguyễn Hiền kể lại, thì vào khoảng năm 1951, khi ông vừa ký xong hợp đồng với chủ khách sạn Hotel de Paris ở Hà Nội, thì nhạc sĩ Tu Mì dẫn một thanh niên mới vừa từ Thanh Hóa hồi cư về thành, giới thiệu với ông xin được cộng tác với ban nhạc. Người thanh niên đó chính là nhạc sĩ Nhật Bằng. Năm 1952, Tu Mì là nhạc trưởng của Đài Phát Thanh Hà Nội. Năm 1953, Tu Mì kết duyên với bà Trần Thanh Lan. Hai người sau này đã có với nhau 4 người con. Năm 1954, một đoạn bút ký của giáo sư sử học Trần Quốc Vượng kể lại rằng, khi ông ra bờ Hồ Gươm dự cuộc meeting của dân chúng Hà Nội, thì ông thấy trong đám đông học sinh tấu nhạc với đủ mọi thứ đàn dây, kèn, sáo, có Tu Mì ôm cây guitar, đeo kính cận. Cũng từ năm 1954 này, Tu Mì bắt đầu làm giáo viên dạy nhạc tại các trường Minh Tân, Thăng Long, Nguyễn Huệ, Hà Huy Tập, Tân Trào. Năm 1967, Tu Mì trở thành một giáo viên dạy nhạc tại trường Trân Vương ở Hà Nội trong 21 năm. Ngoài sáng tác, Tu Mì còn là một nhạc công tài hoa, biết sử dụng nhiều loại nhạc cụ như accordion, piano, guitar, violin, saxo, flute. Ông đóng góp rất nhiều vào phong trào âm nhạc quần chúng tại Hà Nội. Tu Mì sáng tác khá nhiều, thế nhưng phần lớn những sáng tác của ông được sáng tác dành cho thiếu nhi, chẳng hạn như bài ca gia đình, ông thân yêu, học vì ngày mai, bông sen trắng, và loại nhạc có chủ đề quê hương, mang nặng tính quần chúng như Hà Nội 55, Uống Nước Nhớ Nguồn, Thư Gửi Miền Nam, Nhắn Bạn Phương Nam. Một vài nhạc khúc viết tặng riêng cho một số nhân vật đặc biệt nào đó như Phạm Ngọc Đa, Nguyễn Đỗ Hùng, và một nhạc phẩm có tên Sao Rực Sáng Làng Hoa, ông viết tặng riêng cho ông Nguyễn Đức Cần,
vốn là một vị lương y đã từng săn sóc chữa bệnh cho Tumi. Tiếc rằng toàn bộ những ca khúc vừa kể đều không còn tồn tại theo thời gian. Năm 1986, Tumi qua đời ở tuổi 58 vì bị xuất huyết não. Bây giờ chúng ta hãy bàn về khuynh hướng sáng tác nhạc tình của Đỗ Mạnh Cường, tức nhạc sĩ Tumi. Dường như sự nghiệp của Tumi chỉ bao gồm 3 nhạc phẩm mà 2 trong số đó đã không còn lưu giữ được. Đó là 3 sáng tác: Hận Lòng, Chia Ly và Tan Tác, còn có tên khác là Hận Tình. Bài Nhạc Lòng có thể là bài hát đầu tiên của ông được viết ra trước năm 1948, lúc ông mới 18 hay 19 tuổi và khi ông chưa có bút danh là Tumi, mà theo lời ông kể lại thì ông đã viết để kỷ niệm thời thơ ấu, thân mến tặng cho một thiếu nữ có tên là Vân Yến. Theo nhạc sĩ Phạm Duy nhận định thì Nhạc Lòng của Đỗ Mạnh Cường không có gì xuất sắc. Nhạc điệu được viết ra với khá nhiều nốt bán cung và với nét nhạc nhị quãng, khiến ta tưởng như nghe một điệu ngoại quốc. Phong cách thì giống như nhạc blues hay slow fox. Vào thời đó, các nhạc sĩ Dương Thiệu Tước hay Nguyễn Văn Khánh cũng đã từng thử thách dùng thể nhạc này trong vài ba ca khúc của mình, nhưng nhờ có giai điệu liền quãng khiến cho âm điệu dịu dàng hơn, thích hợp với thính giả Việt Nam hơn. Có thể đây là một khúc nhạc tình bởi vì chính tác giả đề tặng cho một thiếu nữ mang tên Vân Yến, nhưng chắc chắn đôi tình nhân này phải yêu nhau từ khi họ hãy còn thơ, bởi vì trong ca khúc đã nhắc lại rất nhiều những kỷ niệm thời xưa về tuổi thơ hồn nhiên. Qua năm sau thì họ phải chia tay. Ngày cuối cùng ở Hà Nội của Vân Yến, Đỗ Mạnh Cường soạn ca khúc Chia Ly. Bài Chia Ly cũng không hơn bài Nhạc Lòng là mấy, dù bây giờ chỉ là việc Đỗ Mạnh Cường bùi ngùi đưa tiễn Vân Yến vào ngày cuối cùng mà hai người phải xa nhau, chia tay nhau ở Hà Nội khi lúc cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ được 2 năm. Vào mùa đông 1949, Đỗ Mạnh Cường đang tán cư ở Thanh Hóa, lấy bút danh là Tumi, cho ra đời ca khúc thứ 3 về cuộc tình của mình. Bài hát này có cái tên nguyên thủy là Hận Lòng. Sau này, tiêu đề Hận Lòng không biết có phải do Tumi đổi thành Tan Tác hay là do nhà xuất bản Khai Phóng ở Sài Gòn đặt tên như thế khi ấn hành lại ca khúc này lần đầu tiên vào khoảng năm 1970. Tan Tác là một bài hát tương đối giản dị. Nhạc sĩ Tumi nói tới cảnh một đêm đông dài, có một lữ khách ngồi bâng khuâng mong chờ tin nhạn. Chữ nhạn ở đây nhiều phần có ý muốn ám chỉ đến Vân Yến. Nhạc điệu của Hận Tình hay Tan Tác khác hẳn hai bài trước, nghe có vẻ rất Việt Nam. Ca từ thì hoàn toàn ảnh hưởng bởi ca dao, không nói tới người, nhưng chúng ta có thể hiểu được tác giả muốn nói tới một thiếu nữ, có lẽ người đó chính là Vân Yến của ngày nào. Bởi trong ca khúc có nhắc rất nhiều đến chim nhạn, một loại chim mà có lẽ ai trong chúng ta cũng đều biết, đó là chim én hoặc chim yến. Tin nhạn là tin do chim nhạn mang tới. Theo một điển tích Trung Hoa, vì tránh chiến tranh thời xa xưa, vua Hán phải đem nạp nàng chiêu quân cho vua Phiên để xin bãi binh. Vua Phiên bằng lòng, Hán Nguyên Đế sai quan chuẩn bị xe cộ đưa chiêu quân đi. Khi đến ải Nhạn Môn Quan là nơi biên giới giữa hai nước, chiêu quân truyền dừng lại để nàng cầu nguyện, rồi bước lên Nhạn Lạc Đài, viết một bức huyết thơ buộc vào chân chim gửi về cho vua Hán, muốn nhà vua khởi binh đánh nước Phiên để cứu nàng và gỡ nhục quốc thể. Trong dân ca Việt Nam cũng có câu hát nhớ mẹ khi ngắm nhìn chim nhạn, như trong bài Lý Qua Đèo: giang sàn nơi đó, mẹ hiền nơi đâu, ngậm ngùi ngắm nhạn lưng đầu, tai nghe chim hót, miệng rầu khôn nguôi. Hoặc mong nhớ tin tình quân trong bài Dạ Cổ Hoài Lang của ông Sáu Lầu: từ là từ phu tướng, báu kiếm sắc phong lên đường, vào ra luống trông tin nhạn. Trong phần đầu của nhạc phẩm Tan Tác, Tumi đã dùng âm giai thứ rồi chuyển qua trường với một giai điệu rất tài tình. Cuối bài, Tumi Đỗ Mạnh Cường cất tiếng than với chim nhạn, nỗi hận trong lòng mình và nếu không gặp nhau trong kiếp này thì xin hẹn gặp lại con chim hay người tình trong một kiếp sau. Bài hát có một vẻ đẹp giản dị trong giai điệu. Lời ca mà ai cũng có thể thấy
không cầu kỳ rắc rối, không lập dị khó hiểu. Ngay cả nỗi buồn của ông cũng không đau thương thảm thiết, không bi lụy. Tóm lại, phản ánh cảm tình rất nhẹ nhàng, kín đáo, vốn có của người Việt Nam. Có thể vì vậy mà ca khúc Tan Tác, hay còn gọi là Hận Tình của Tumi Đỗ Mạnh Cường đã sống mãi trong lòng người yêu nhạc suốt hơn nửa thế kỷ nay. Như thế, mặc dù Tumi sáng tác khá nhiều, nhưng giới yêu nhạc chỉ còn biết đến ông với một ca khúc duy nhất, đó là Hận Tình, hay còn có một tên khác là Tan Tác. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nhạc phẩm này với tiếng hát của ca sĩ Lệ Thu. Và đó là tất cả những gì còn lại của nhạc sĩ Tumi trong sự nghiệp sáng tác âm nhạc của ông.
Vừa rồi là chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc kỳ thứ 132, giới thiệu nhạc sĩ Tu Mi. Xin chân thành cảm tạ sự tiếp tục theo dõi và ủng hộ chúng tôi trong việc sưu tầm, đúc kết và phổ biến nhằm bảo tồn kho tàng âm nhạc Việt Nam. Sự hỗ trợ của quý vị là một niềm khích lệ vô cùng lớn lao cho chúng tôi. Xin chia sẻ chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc đến với những người thân quen và đăng ký kênh, cũng như để lại những lời chia sẻ, bình luận. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị khán thính giả nơi đây. Xin hẹn gặp lại trong chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc kỳ tới.